Hello cả nhà tiệm mèo sen. Cả nhà ơi, tiệm hôm nay về một bé mèo anh lông ngắn màu Silver Tabby các bạn nha. Và em mèo rất là xinh xắn, tai cụp đáng yêu, nhưng mà hơi nhát nha mọi người nha. Khi mà thay đổi môi trường sống mới nên bé phải tách mẹ lần đầu ấy, cho nên bé hơi nhát một xíu các bạn ạ. Rất là xinh luôn, nhưng mà hơi nhát nè. Tai cụp nha mọi người nha, mũi hồng nha. Em muốn ngủ à? Em buồn ngủ à? Đang quay video mà em buồn ngủ hay sao đấy? Xinh đấy nhỉ? Tiểu công chúa xinh ghê. Mọi người ơi, bé mèo rất là mũm mĩm mập mạp đáng yêu mọi người nha. Nhưng mỗi tội là thay đổi môi trường nó hơi nhát nè. Em mới sẵn sàng về nhà mới luôn rồi. Sen mà nhìn ưng em thì liên hệ với tiệm để rước em về nha. $4.000.000 cho một em mèo anh lông ngắn màu Silver Tabby tai cụp các bạn nha. Sao dậy đi con, không phải sợ nha. Ai làm gì con đâu, rất là thương mà. Trời ơi, xinh như làm nhát kìa. Nào dậy đi. Đây mọi người ơi, cận mặt dung nhan của em, đến trại chăm em rất là tốt. Mới có 2 tháng 1 tuần tuổi cho mẹ em đã hơn 1 cân rồi các bạn ạ. Các bạn có tin được không? Con gái nhưng mà form rất là đẹp mọi người nha. Em ơi, em bé rất là nhát cho nên mình cũng không có quay được nhiều mọi người ạ. Mình kết thúc video của em ở đây. Hẹn các bạn những video lần sau nha.